Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, người tiêu dùng có thể tra cứu thông tin về sản phẩm, cơ sở sản xuất, giấy tờ chứng nhận liên quan đến sản phẩm nông sản và phản hồi ý kiến tới cơ quan quản lý nếu có sự cố mất an toàn. Đây là giải pháp vừa được một cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp Hà Nội đưa ra nhằm minh bạch thông tin về nguồn gốc nông sản thực phẩm. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn còn nhiều nghi ngờ tính khả thi của giải pháp này. Đây là một trong những điểm phân phối thực phẩm nông sản được cấp tem nhãn để người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Những quả dừa xiêm, củ dền hay dừa chuột bao tử, sau khi được dán lên những chiếc tem này, thì người tiêu dùng có thể sử dụng điện thoại quét để truy xuất nguồn gốc của chúng. Năm 2016, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Hà Nội có triển khai xây dựng hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho cơ sở sản xuất an toàn, cũng như cái nông sản thực phẩm có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng. Tác dụng thứ nhất đối với người quản lý, đơn vị quản lý là có thể quản lý được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, quản lý được chất lượng sản phẩm và từ đó để tăng cường cái công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với người tiêu dùng thì người tiêu dùng có thể là nhận diện được cái sản phẩm an toàn, có thể biết được cái sản phẩm này đang được sản xuất ở đâu, xuất xứ ra làm sao, chất lượng như thế nào. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng vẫn còn nghi ngờ khả năng kiểm tra nguồn gốc thực phẩm chỉ dựa trên những chiếc tem mã được gắn trên sản phẩm. Bây giờ, ngay kể cả những cái mã vạch đấy, người bây giờ cũng là bị làm giả rất là nhiều. Vâng, cho nên là mình cũng chỉ là biết là đến những cái cơ sở nào uy tín lớn thì mình mua đồ thôi. Ngay cả những nhà phân phối được cấp loại tem này cũng thừa nhận, vẫn còn nhiều việc phải làm để truy xuất bằng điện thoại di động thực sự khả thi. Chúng tôi chỉ mong muốn là nó phát động đến một cái bộ phận trong nội thành Hà Nội thôi, tạm thời là như thế đã. Tại vì khi mà hệ thống phình lên to thì rất khó kiểm soát. Nói tạm một câu là rất khó kiểm soát và chưa chắc server của sở đã chịu được cái sự truy xuất quá nhiều. Có một số khó khăn chẳng hạn như là về doanh nghiệp thì không phải là doanh nghiệp nào cũng hiểu rất rõ về công nghệ thông tin, mà vấn đề đây là vấn đề công nghệ thông tin hay là kể cả về phía khách hàng. Đấy, chúng tôi nghĩ là không phải khách hàng nào thì cũng dùng thiết bị di động chẳng hạn. Hai nữa là không phải là khách hàng nào cũng có thể là dùng cái phần mềm này nó thuận tiện. Hiện tại, thành phố Hà Nội mới có 5 cơ sở sản xuất được cấp tem truy xuất nguồn gốc, với khoảng 100 sản phẩm lưu thông trên hệ thống của 6 doanh nghiệp phân phối. Có khoảng 350 sản phẩm được gắn loại tem này. Cũng chuyển đổi ba sào cà phê già cỗi sang sản xuất rau sạch. Mặc dù với những khó khăn ban đầu, nhưng bà hy vọng cải thiện được thu nhập gia đình từ cây rau. Tuy nhiên, ngay từ vụ xuống giống đầu tiên, chất lượng giống được cung cấp từ đơn vị liên kết bao tiêu sản phẩm quá nhỏ, chậm phát triển, khiến bà thất vọng.